bốn cây mộc của anh mỹ mãn luôn ạ. Em chọn cho anh cái cây gọi là thẳng bắc mà đẹp ơi là đẹp luôn. Nhà em còn nhiều lắm. Ngoài trà này, đỗ quyên này, mộc nhà em nhiều. Mộc hàng này là hàng 2 năm nha anh nhá. Cho nên là nó rất là to và nó cái cây nó chắc cây hơn. Còn cái lô mộc nhỏ ở đầu kia nữa nhà em cũng có, tí nữa rồi em quay cho anh. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua mộc hương nhá. Mộc hương trà, trà to, trà bé, trà thoát thân, trà bụi, các thể loại luôn ạ. Đây ạ. Trà rất là đẹp. Với cả nữa là đỗ quyên nữa, đỗ quyên nhà em cũng nhiều lắm. Đỗ quyên hàng này là vừa mới vào bầu để bán cho dịp Tết. Còn hàng mà nhỏ nhỏ đằng kia bầu con chắc khỏe hơn mà để vận chuyển. Nếu mà các bạn muốn mua đỗ quyên trai thì cũng có 0977973535 ạ. Đây ạ, ngoài ra thì hôm trước em có quay rồi đấy ạ. Cái luống mộc ở đầu đầu này này, hàng cây bé bé hơn. Các anh chị có nhu cầu mà muốn mua số lượng nhiều ạ, hàng vài nghìn cây thì có thể cân nhắc cái mộc này ạ. Đây ạ. Chiều cao của cây thì cao khoảng tầm tầm 1 mét ạ. 0977973535 ạ. Số lượng bạt ngàn rất nhiều luôn từ đây đến kia.